À, xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Biên, chuyên gia đầu tư tài chính quốc tế. À, rất vui được làm quen với bạn trên kênh YouTube của tôi. Đây là kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Trong kênh YouTube này, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chia sẻ với các bạn các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng liên quan đến đầu tư tài chính trên thị trường quốc tế. Và trong kênh này, à, thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái video liên quan đến à, phân tích kỹ thuật, liên quan đến à, quản trị cảm xúc trong đầu tư tài chính. Và trong cũng trong cái kênh này thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn nữa hơn nữa các kiến thức liên quan. vâng, hôm nay rất vui được làm quen với bạn. hãy đăng ký ngay kênh của tôi, đăng ký ngay kênh của tôi để nhận được các video tiếp theo, để nhận được các video mới nhất khi tôi đăng bài lên. chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.